đó là còn nhỏ, còn đen mà tóc mà là như mà tô mì gói luôn. Em thấy ảnh ít có điệu lắm mà sao cưới vậy các em thấy ảnh điệu lắm. Anh với em là có cái màu xanh giống nhau đúng không? À, chúng ta đều đẹp như nhau. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Nhật Di, hiện đang là nhân viên văn phòng, 28 tuổi. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Huỳnh Anh, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm quản lý siêu thị. À, nhà hai đứa thì ở quận Phú Nhuận. Ủa, hàng xóm hả? Dạ. Đường nào vậy? Dạ, gần sân khấu chị luôn, ở đường chỗ đi đó. Dạ. À, làm quen đi, chút nữa chị tặng em cặp vé. Rồi bây giờ hỏi nè, hai bạn cái ấn tượng đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên các bạn gặp nhau ở đâu? Em gặp vợ em lần đầu tiên là ở nhà thờ. Lúc đó em là sinh viên đại học, cô này là học sinh lớp 10. Bạn thân của em là bồ của bạn thân của vợ em. Dạ, có hơi dịch phải dịch sắc nghĩa thì mới hiểu nè. Chứ là bạn của bồ bạn thân của bạn là bạn thân của em là bạn trai có bồ là bạn thân của vợ em. Dạ, hiểu rồi. Nó hơi mệt. Rồi sao? Chiều hôm chủ nhật đó thì rủ em đi nhà thờ. Rồi bạn gái của bạn này thì cũng rủ bạn này đi nhà thờ luôn. Để cho hai người gặp nhau cho vui. Mà lúc gặp lần đầu tiên là vợ em nhỏ hơn bây giờ nhiều. Lúc đó là còn nhỏ, còn đen mà tóc mà là như một tô mì gói luôn. Em né chứ ốm hả? Lúc đó giờ em ốm đúng không? Dạ. Ốm. Diễn giải quá. À, cái từ ốm đó. À. Sở dĩ nói vậy đem chút xíu hỏi lý do tại sao mà vợ em lại như này. Tại sao lại hết ốm? Rồi sao nữa? À, gặp ở nhà thờ xong thì có đi karaoke. Người ta hát thì cứ hát, còn tụi em cứ ngồi nói chuyện. Cái phòng karaoke nó ồn ào lắm mà nói ác tiếng hát luôn, ác người ta tiếng hát luôn. Nói gì em? Dạ thì nói chuyện trên trời dưới đất. Ngồi trên trời dưới đất hả? Dạ. Nhưng mà em có cảm tình với anh này trong cái lần đầu tiên gặp nhau? Dạ cũng có, tại bình thường em thấy là anh trai thì ít nói lắm, mà sao anh này nói nhiều quá. Nói khiến tới nói tiếng đồng hồ, người ta ngồi karaoke hai đứa không hát bài nào mà ngồi nói không à. Có phải là Di thấy là cái cô này Di mến cổ ngay cái lần đầu tiên cho nên là nói luôn? Lúc mà nói chuyện á, cô nói chuyện vui và đặc biệt là cười rất là dễ thương. À, cho nên là em cố tình em nói cho thiệt nhiều để cô cười nhiều đúng không? Dạ. Có nghĩa là ấn tượng của tụi em á, gặp nhau là thích nhau. Dạ. Còn bao lâu thì mới là chính thức hẹn hò với nhau? Dạ, khoảng vài tháng. Lúc đó là mới lớp 10 à? Dạ. Mối dạ. tình học trò. Dạ. Vậy là yêu nhau bao lâu thì mới lấy nhau? Dạ, em yêu nhau 9 năm rồi mới cưới. Trời ơi, yêu nhau 9 năm luôn hả? Vậy là mới cưới đây hả? Dạ, mới cưới hồi tháng 2. Ôi trời ơi, quá son rồi. Gì đó hả? Son rỗi luôn hả? Trời ơi. À, chắc như vậy là cái mối tình học trò của tụi em là có bị phụ huynh biết không? Tức là có suôn sẻ không? Hay là cũng chia cắt rồi cũng giận hờn, cũng bỏ nhau rồi này kia nọ rồi mới quay lại? Dạ, cũng không có suôn đuột đâu, cũng nhiều sóng gió trong thời gian đó lắm. Từ bên nào là chính? Dạ, từ bên này nhiều hơn. Cô nói là còn là học sinh, cha mẹ kỳ vọng nhiều, tại vì cũng là con cả. Cũng có mấy lần xin ngừng yêu để tập trung vào việc học. Xin ngừng yêu là xin sao? Tôi chưa biết cái ngừng yêu nó làm sao luôn á. Ngừng có ngừng yêu nữa. Ngừng xong rồi mới có thể play tiếp cái chị Hồng luôn. Ôi vậy đó hả? Mà có phải lúc đó là do em bị tác động từ ở phụ huynh hay là do em có một cái mối tình nào đó? Dạ không, tại vì lúc đó em thấy em cũng còn đi học á, với lại em sợ là ảnh quen em thì ảnh khổ thôi, tại vì em thì con cả mà nhà thì cũng đông anh em á, nên sợ ảnh cực nên thôi không muốn quen nữa. Mà anh không chịu, ảnh lì lắm. Tức là em xin ảnh ngừng yêu rồi anh không đồng ý ngừng yêu rồi. Dạ. Trong 9 năm đó là chỉ có yêu rồi giận hờn thôi chứ còn chưa bao giờ ngừng. Dạ chưa bao giờ ngừng. Vậy hả? Dạ. Là gì thì tụi em yêu nhau 9 năm, một mối tình là quá là phải nói là lâu bền đúng không? Mấy ngàn ngày đúng không? Vậy thì sau khi cưới về rồi thì bao nhiêu tính xấu có bị lòi ra hết không? Dạ có. Bên nào lòi nhiều? Dạ anh lòi nhiều thứ lắm. Anh lòi nhiều hả? Những lúc mà yêu nhau em thấy anh lòi miếng nào luôn à? Dạ tại vì hồi đó yêu nhau thì mỗi tuần hai đứa gặp có ngày thứ bảy nên chắc lòi ít. Rồi giờ ở chung với nhau thì gặp lòi mình lòi xuyên là lòi nhiều. Có nhiều lòi ra hết. Ví dụ quen em á, em thấy ảnh ít có điệu lắm mà sao cưới về cái em thấy ảnh điệu lắm. Đó nó lòi đó, nó lòi. Ảnh đó là cuồng nước hoa, ở trong tủ ảnh là có 4-5 chai nước hoa. Cuồng nước hoa hả? Dạ. Ba chai. Sử dụng cái từ cuồng nước hoa gì không biết anh bị bệnh gì luôn á thiệt á. Em là... cũng thích luôn hả? Trời ơi, em ở nhà khoảng chừng 30-40 chai à. Rồi, cuồng nộ luôn. Vậy là em phải nhận làm sư huynh đi. Không, cái đó không có sao đâu em, thấy không? À, tại lúc trước thì em thấy anh ít sức lắm, còn từ ngày cưới nhau về là sáng đi làm sức 10, chiều đi chơi sức 10, tối thì ngủ lên sức 10 khác nữa.
tối mà sức là nó hơi kỳ à hả? Đâu tối sức đúng chứ em. Có không? Em bị cái gì tối vậy? Tối tôi đâu có sức đâu. Tối sức cho vợ, cái mùi đó là mùi dành cho vợ. Cái mùi đúng không cơ? Cái mùi đó mùi cho vợ chứ sao? Sao tôi không có sức ta? Đây thực ra chị cũng ghiền và thơm lắm. Cho nên chị hiểu được cái tâm trạng cái của đó, em. Nên cái đó là anh đồng cảm với chồng em, cái đó không có gì phải xấu cho nó. Cái đó gọi là sưu tầm nước hoa đúng không? Dạ. Nói tóm lại em chỉ thấy anh khác biệt ở chỗ là từ lúc cưới về là bắt đầu anh xịn nước hoa thôi chứ những cái khác anh đâu có thay đổi. Dạ cũng phát hiện ra nhiều tính xấu hơn nữa nha. Nữa đi. Ảnh thì ảnh hay lèm bèm nhăn nhó lắm, ai làm gì không vừa ý, ảnh lèm bèm nói hoài à. Như ông già vậy. Về nhà nói với vợ nghe chứ ai. Dạ, nghe. Em nghe không à. Thì có người ta không nói, nói em nghe không. Mày có khó chịu với cái gì đó? Dạ có, em rất là bực bội cũng nói lại. Nói hay là nẹt? Hơi lớn tiếng xíu à. Đó. Vì sao anh biết em khổ lắm, anh biết em khổ lắm. Tới em cái gì? Nhất là cổ ngủ là không biết trời trăng mây nước gì nữa. Nói chung là ngủ nhiều đúng không? Dạ. Có ngáy không? Có mớ không? Có nghiến răng không? Hay là có mộng du không? Khi mà vợ em mệt á là ngáy, nói mớ. Em hết hồn luôn á. Lần gần đây nhất là nghe nói mớ, la nhân viên. Sao em làm việc đi? Sao lười biếng quá vậy? Lấy chổi đó quét nhà đi. Sao mà bấm điện thoại hoài vậy? Trời, tưởng em chửi mình. Nói mớ xong rồi, ngáy, khò khò. Gác nguyên cái chân lên người em. Trời ơi. Có đánh em trong mơ không? Dạ không, gác nguyên cái chân em lại mà họ lên. Họ lên à? Ồ, như vậy á, em bị sợ không hay là như thế nào không? Lúc cưới về thì mới biết là có nói mớ. Mà nói mớ nhiều cái mà mình nhiều cái mình cũng hơi sợ. La nhân viên mà như la chồng. La còn cái gì bị la. Rồi tay chân độc đậy. Tay đâu có nhỏ gì đâu. Nó còn gì đâu. Còn cái là vợ em là đã rất là nóng tính rồi. Người lại bốc đồng nữa. Mỗi lần mà vợ em nóng tính lên, em nói kiếm chuyện với em thì em có lần nào lớn tiếng lại? Không, em không bao giờ lớn tiếng. Thiệt không em? Thiệt. Anh đang nhận lớn luôn. Tiếng không? Dạ, em hơi lớn tiếng chứ thôi. Nghe nè, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Chị muốn cô ấy là bớt bốc đồng lại. Tại vì vợ em cũng muốn sau này làm chủ doanh nghiệp gì đó. Nhưng mà muốn làm chủ doanh nghiệp thì mình phải điềm đạm, mình điềm tĩnh chứ bốc đồng dù thích cái này là mà quyết định cái đó thế nhiều khi dẫn đến sai lầm. Còn em? Em chỉ mong chồng em là bớt lèm bèm với nhăn nhó rồi thôi. Với lại bớt bớt ghen lại, anh hay ghen lắm. Ủa ghen lắm hả? Dạ. Em mà đi ra đường mà bận đồ hở hở xíu là anh cũng nhăn nhó khó chịu. Tại sao bữa nay hở gì mà không ghen? Tại này lên TV nên không ghen. An toàn. An toàn gì lên vậy cả nước thấy thôi. Rồi. Cần ghen ông không ghen. Ảnh hay ghen em mà làm việc mà tiếp xúc với ai ảnh sẽ tìm mọi cách để xin số điện thoại rồi kia tiêu diệt tình địch từ xa đó. Có lần nào gọi điện cho ai không? Dạ có mấy lần có mấy người bạn học chung nữa cái đó thích em ổng biết sao ổng xin được số điện thoại cái ông gọi cho người ta sao anh quen vợ của tôi này kia nọ tỉnh bơ mà lúc đó chưa cưới chưa làm gì chưa mà nói người ta vậy xong ta sợ chạy mất tiêu ngày 20/10 công ty tặng quà các em về em hỏi cháy nào tặng nhà đâu địa chỉ đâu gì sao tặng tự nhiên tặng kia nọ cái em mới nói công ty tặng chứ không phải trai tặng cái em luôn rồi mới im. Ủa thiệt vậy không? Dạ thiệt. Mà thí dụ chị đặt một cái giả thuyết cái đó là một cái người đàn ông khác tặng cho vợ mình thiệt thì lúc đó em sẽ xử sao? Em thì em không có lo người đàn ông nào mà quyến rũ vào em đâu. Vì lúc mà chưa yêu nó ốm lắm mà em vui cho tới giờ này để không có... Không ai được, không ai ngó tới. Trời ơi. Quyết âm mưu quá chị. Quyết âm mưu hết đúng không? Có ngày dẫn em đi ăn rồi em thích gì cũng dẫn đi. Còn không á, buồn buồn em mà nói em giảm cân á. Thôi đừng có giảm, đi ăn đi, đi ăn đi. Còn sáng á, ở nhà cái em dạy em tập thể dục á. Cái anh kia, ngủ đi, nằm xuống, ai cho dậy, nằm xuống. Giờ này còn sớm lắm, ngủ ngoan, ngủ ngoan, nhức đầu này, ngủ ngoan. Tới giờ dậy đi làm luôn. Không có tập thể dục gì được với ảnh. Hồi đó giờ em đâu biết được thâm ý của ảnh đúng không? Để sau này em mới biết. Giờ mới biết không? Dạ. Rồi đó, em có tính chống cự lại cái điều đó không? Dạ em cũng định vậy mà em cũng không biết chống cự bằng cách nào nữa. Chống sáng... thì chống lẹ lẹ đi chứ đẻ đứa con hết chống luôn á. Hai đứa lấy nhau bao lâu rồi ta? Dạ 8 tháng rồi. 8 tháng ha, vậy là còn son lắm. Dự định là bao lâu có con này? Dạ cũng đang kiếm. Đang kiếm rồi để chút ông ngủ nằm chút. Mà vậy đi, em cho vợ em tập thể dục đi bé. Biết sao? Chuẩn bị sức khỏe cho các con. Hiểu không? Dạ. Chứ cái lúc mà mình mập rồi mà mình có bầu nữa mà lên ký nữa mình thôi rồi ghê lắm ạ. Con cũng mệt luôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thứ hai nữa, vợ mình đẹp là tốt cho mình thôi. Đúng không? Còn cái chuyện mà người nào hay này cái nọ cái đó vấn đề là do vợ mình chứ mình không giữ được đâu. Của mình nó là của mình, đúng không? Dạ. Còn em á, làm việc có kế hoạch chút xíu đi, dành cho nó căng cơ tập luôn, tập trước khi có con. Dạ. Hiểu không? Đó. Giống như bốc đồng á là tuổi trẻ thôi, chứ giờ mình có gia đình rồi mình phải có hoạch định rõ ràng trong cuộc sống. Hai đứa chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ còn cái chuyện mà lèm bèm á thì kể đi, cái nào nghe được á thì mình nạp vô, cái nào không nghe được á thì mà nhiều
kia giờ cũng quen rồi á. Kể vậy thêm cho qua vậy thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn. Dạ. Ừ, bỏ thuyết âm mưu kia đi nha. Đi đi. Rồi, xin chào em. Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái giọng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi đó em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ, nha, vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À, dạ. Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. Vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì còn có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả
đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời ơi, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng đúng trời, rồi đây dạ. Nè đó dạ, xong rồi một người á thì là dạ. Cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng dạ. Sáng bừng luôn dạ, đúng không dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng trai hả thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi nghi hay chưa, anh đoán ghê. Dạ, đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ. Đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá có khi là nào... sợ đi kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải dạ. Trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ dạ, dạ, nhưng mà vẫn muốn gặp nhưng mà có khi dạ. Nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái giới tính thiệt của cô không? Thì cũng cả hai đấy anh chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Em là người Việt Nam em là trai Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu dạng vậy, tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, lấy ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, về chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói dạ. Với chị với anh Thuật nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Hỏi sợ quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm, thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh đó. Xong anh mới dẫn qua đó, thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à, ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi dạ. Lâu vậy. Có những cặp á. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Là ảnh chị Dân bật ngửa. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nước ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em, anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam
không, không không kiểu gia phong lễ giáo đó, à dạ không? Dạ đúng rồi, đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kính đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ, trẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ sợ, với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ sợ, em bị ớn ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở hở kiểu dạng dạy hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo, kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi hơi kiểu cách tí xíu. Thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á, thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dạ 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 đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á, đó thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ, không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ, có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì cái lần đầu Linh? Tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi, vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm dạ, không? Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Kính rồi đó mà vẫn còn dạ. Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói ra là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu, là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình mà không có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì lại ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì
Mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thì là thật xấu. Thật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu thật xấu đúng không? Sơn. Linh quên xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không biết thầm cái Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Dạ. Giới tính nó không được chắc chắn nha em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Tại vì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hiếm đó, hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Câu không hỏi. Cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đi cứ khen tật xấu không, không có kể tật xấu, tật mà tốt đó. Cái đó là tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em vừa ý á, em chưa vừa ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không có gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không. Nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đó. Tại sao? Nó phải có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái ông cái có, điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi mình ráng thôi mê chứ tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi giờ nó thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, hai là mệt liền á. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đúng rồi, hai cái tật xấu. Ram ram là một nè, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, xong rồi nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Trời sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Rồi bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình không có gì cũng tức chứ, xong nói chứ
chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm què không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì có thôi là không chứ đó, Ngọc Lễ. Dạ rồi đúng rồi, Ngọc Lễ đã nói rồi con gái. Dạ, nó có lạc không. Dạ xong kêu chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Sao mà sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại cho chắc ăn. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ có chị. Rồi có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề với mình, tức ghê á. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu là bực là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ sao? Đó kìa, đó bây giờ tấn công nè. Đó, xa tay nè, tay ra cám nè. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Là kể về tật xấu của vợ đúng không? Đúng rồi, nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em? Còn... nhiều không? Hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ, cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, đó là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em gọi là làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi. Dạ, tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đúng đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Đặt thôi. Áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á,
nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc lại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á, là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Rồi bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cô nói? Thì bởi vậy mới nói đó. Rồi tới em rồi, hiểu rồi bây giờ cải thiện rồi đúng không? Rồi thực ra đấy thì đấy, em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm thấm lâu. Đúng không? Thôi em bắt đầu thay đổi cái. Không, nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn mà... là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Tránh đây bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà, rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai. Đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn anh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ, tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng sẽ. Rồi cảm ơn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.